Thường thường ta hay nói là tài nghệ ba hên xui bảy là vậy đó. Thì cái dĩ nhiên là con chơi nè, thứ nhất là con lựa con gà lúc còn tơ nè, con sổ nè, con nuôi nè, đó là khi còn đi đá là còn phải cáp, đúng không? Như là con cũng tìm hiểu là giống là một chuyện, rồi cái khi mà lên là cái người nuôi là một chuyện, đúng rồi. Rồi cái người đi cáp là một chuyện nữa, rồi cái người thả gà là một chuyện nữa, rồi cái màu mạng nữa. Màu mạng thả gà lên cửa đồ này dạ, kia. Giờ chú nói nè, con nuôi con gà con hay đi, tốt đi, con ra con cáp thiếu trạng ta thôi, là cửa thu mình nhiều rồi. Đó. Rồi thứ hai nữa, khi con băng cửa đi, nài nước con yếu hơn ta đi, đó cửa thua con cũng rộng rồi. Đó, nên nói chung nó cộng hưởng rất nhiều yếu tố. Có đôi lúc ấy, thằng nài giỏi nè, nuôi con gà tốt nè, cáp chạng hay nè, vô rủi rồi thông thua. Đó, bình thường vô chưa đá được gì thua rủi, thua rủi mình kêu vậy là tiếp dùng tài nghệ ba hên xui tới bảy. Nó nên cái hên xui là nó lấn nước hết trong cái môn chơi nghệ thuật này. Đó. Cái con gà đòn á, thì quả mai ra thì nó còn tài nghệ. Nhưng dạ, còn rồi. Con gà cựa này với con gà dao á, theo như chú á, thì đúng là nó hên xui nhiều. Nhưng mà mình lòng tin của người chơi lúc nào phải lựa chọn con gà hay, con gà giỏi, cáp da ngon, với lại nước nuôi tốt, thì mình cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn thôi. Ví dụ như thằng đấm đấm, ta đấm mạnh thì mày té, ta đấm yếu thì đâu té, nhưng cũng đâm. Nhưng mà anh đâm cạn đâu chết, thằng đâm sâu nó sẽ đâm chết. Thì cũng có là nó phụ thuộc vào nước nuôi với đòn đá. Còn ví dụ như cái thằng này nó thả gà, nó cũng nghề thật của nó giỏi, nó khéo, nó biết được nó như thế nào, thì nó cũng vẫn chênh lệch hơn thua nhau trong cái thắng thua trong gan tắc. Kiểu như là khi mà cái một người này gà giỏi là người ta cầm vô nhà ta biết cái bệnh hoặc là cựa của người ta tới đâu, người ta là... Đúng rồi, cái người này giỏi người cũng biết chứ, cũng biết được như thế nào, cần sửa cái gì, cần làm sao. Nhưng mà thường thường thì chú thấy mà càng sửa nhiều càng dễ hư. Càng sửa nhiều càng dễ hư. Đúng rồi.